quý vị, Hồng Nga đang ở phố Portland ở trung tâm London, ngay trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc, và đằng sau Hồng Nga thì là hàng trăm người Việt Nam hôm nay có mặt ở đây để biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Quý vị có thể thấy họ vẫy cờ đỏ sao vàng và hát những bài hát ái quốc cũng như là hô vang những khẩu hiệu chống lại sự xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, Hồng Nga đang có mặt ở đây với một nhóm người biểu tình, và chúng ta hãy xem là họ nghĩ gì khi quyết định đến đây biểu tình ngày hôm nay. Chị có thể cho biết là tên chị là gì và chị đến từ đâu ạ? Tên tôi là Thái Chu, sống ở Anh Quốc hơn 20 năm rồi. Hiện nay đất nước của chúng tôi đang bị lâm nguy, giặc tàu đã tràn vào bờ biển Việt Nam, giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Dân tộc Việt Nam không có thể nào mà lung lay được. Nếu đất nước lâm nguy cần bất cứ một cái gì, chúng tôi có thể sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng. Thế sáng nay dậy mấy giờ để chuẩn bị đến đây ạ? Tôi cả đêm tôi không ngủ không được. Ngủ đất nước của chúng tôi khi mà nó có kẻ xâm lược thì vùng lên đứng dậy, giữ lại đất nước đoàn kết một lòng. Đấy là một điều không thể lung lay được. Cảm ơn chị ạ. Thế còn anh ạ? Chúng tôi đến đây hôm nay để biểu tình phản đối với Trung Quốc, rằng Trung Quốc là một kẻ bành trướng, đã từng bành trướng và gây sự với nước Nhật và nước Philippines. Trong khi đó, Việt Nam là hiện tại, còn tương lai sẽ rất nhiều nước xung quanh Biển Đông sẽ Trung Quốc sẽ gây sự. Thế nhưng mà Trung Quốc thì họ nói rằng là đấy là cái vùng biển của họ và họ sẽ ở đó để khoan dầu cho đến Dương 8. Vậy thì là anh nghĩ thế nào về cái hành động của họ? Vùng biển đó là vùng biển Trung Quốc, đòi hỏi vô lý, rất là vô lý. Đấy là ăn cướp. Một điều đáng nhắc đến là thì chính phủ trong nước không khuyến khích các cuộc biểu tình, và thông tin về các cuộc biểu tình ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã bị giải tán rất là sớm trong ngày hôm nay. Thế nhưng mà ở London cũng như là những thành phố khác, những thành phố lớn ở châu Âu cũng như là trên thế giới, thì người Việt Nam đều tụ tập lại và có những cuộc biểu tình tương tự. Một thông tin mà chúng tôi mới nhận được là Trung Quốc vừa điều 5 tàu từ đảo Hải Nam tới Việt Nam để đưa người của họ ra khỏi Việt Nam. Trong những ngày vừa rồi thì Trung Quốc đã rút khoảng 3.000 người Trung Quốc ra khỏi Việt Nam. Những người này đều làm việc cho các công ty Trung Quốc ở miền Trung cũng như là miền Nam Việt Nam. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã điều máy bay tới để đưa những người bị thương trong những cuộc bạo động vừa rồi ở Hà Tĩnh và Bình Dương về nước.